1, 2, 3. Yeah, yeah. Bớt la lại, hiểu không? Trời, mình đang âm mưu mà con la vậy sao được. Thôi bây giờ nè, con thắng rồi đó. Ừ, con thắng, đồng ý. Vậy bây giờ con đi vô gặp mẹ, con xin tiền của con. Ba tự đi vô, xin tiền của ba. Ok. Không chịu, không chịu. Ba đó, ai thôi mẹ đó đi xin tiền mà. Rồi, nhưng mà vậy thì ba tự vô, ba xin tiền của ba. Con không đi xin, con không có, ráng chịu nha, quyết định vậy nha. Tạm biệt bạn, tạm biệt gầu. Ê! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Dách! Chọt người hả? Chọt người hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Giờ này mà còn giỡn được. Hay quá ha. Tại sao hai cha con không chịu đi ngủ? Bước qua đây coi. Sao? Hai cha con ăn giỡn chơi thôi mà. Sao tự nhiên là hai cha con ngồi giỡn ra đây? Bữa nào vui quan với quà. Để ba nói chuyện với mẹ nè. Mình hãy biến lời nói thành hành động đi. Thương quá. Em bớt tay. Đó. Biết vợ cực khổ vậy đó. Đó. Mẹ ơi, để con đánh quay cho mẹ nha. Con đánh êm hơn quay. Em không? Mỗi cái vai này quá nè. Đánh không vậy ba? Cái gì vậy? Đánh cái tay nè. Đó. Bởi vậy thấy không, nhà có phước ghê vậy. Chồng, ấy dạ, dạ, ủa gì vậy, gì? Ấy dạ. Mỗi chân, mỗi chân. Trời ơi, mỏi quá. Trời ơi, giãn được, được quá nè. Nhưng mà em thấy con đánh êm hơn anh nghe. Đúng rồi, mạnh tay lên nè. Trời ơi. Bữa nay tự nhiên cái hai cha con người đấm tay, đấm chân, người thì đấm vai. Sao? Muốn cái gì? Nói đi. Trời ơi, công nhận nha. Trời ơi, đời anh may mắn ghê lắm. Có một vợ một con mà làm như là chị Google vậy đó. Thì anh mới suy nghĩ định làm cái gì cho em sợt ra một cái clip gì đó. Trời ơi. Sao em đi guốc nhọn trong bụng anh mà. Thôi, chứ nhiều khi thấy đau bụng. Mà nói nghe nè. Biết là biết vậy thôi. Chứ đừng có hòng không có nghe được tiền thưởng của tôi đâu. Còn con nữa, lần sau đơ quá, quê. Bớt bắt chước ba, bớt nịnh nọt mẹ lại nghe không? Mê tiền thưởng thôi hả? Me đúng không? Không có một cách đâu. Đã quá, đỡ mỏi ghê luôn. Đang ngủ nghe. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Sao thấy thương không? Thôi vậy tụi nó ơi vậy. Trời ơi, con của mẹ coi kìa. Đâu mà học bài rồi hả, ngủ lúc nào cũng hay luôn à. Sao mà không ngủ trong phòng mà nằm ở ngoài đây mà ngủ vậy đó. Nghe nè, thèm gà rán phải không? Rồi, cho tiền đi ăn gà rán nghe không? Gì vậy? Hồi nãy bước ra anh còn thấy con ngủ trong phòng mà. Cái này lại phải nói tội anh đó. Lo chơi game cho cố vô. Quý một đêm ngồi chơi. Để con hả, ngủ ở đâu cũng không biết. Đó, con cuối cùng phải ra ngoài phòng khách mà ngủ. Anh coi vậy được. Anh làm ba vậy mà được á hả? Em nói nghe, kể từ ngày hôm nay nghe, anh mà lo chơi game để con ngủ ngoài đây thì cái vị trí này nè sẽ là của anh cả đời. Nghe chưa? Tốt. Tốt. Trời ơi, đừng có giả bộ buồn nữa, con nói coi. Nói gì? Hay quá ha. Anh có lỗi mà giờ anh còn ha, ép con nữa hả? Ok, mẹ nói nghe nè. Chiều nay, mẹ dẫn đi ăn gà rán. Hai mẹ con mình đi ăn thôi, chưa? Dạ. Ừ, nhưng mà nó nghe nè, lâu lâu mới dẫn đi ăn, ăn nhiều không có tốt nghe chưa? Dạ. Ăn có sức mà học. Đi đi, bây giờ là thu cuộc. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Chờ đi con, coi ba nè. Alo. Cái gì
mình. Trời ơi. Bình tĩnh. Chết. Ai chết? Mẹ. Hả? Mẹ chết hả? Trời ơi. Sao mẹ chết? Sao bà bây giờ mới báo? Không được. Mình bình tĩnh. Bây giờ thu xếp cả gia đình mình đi về quê liền. Bắt xe về liền. Mẹ sao? Mẹ chết anh ơi, mẹ chết. Em ơi. Hả? Mẹ ruột của anh là mẹ chồng của em đó. Thì đó, mẹ chết đi về. Mẹ đối xử với em hay quá mà. Thì đó, mẹ đẹp quá mà. Bây giờ mẹ chết rồi. Thương em quá mà. Sao em trù mẹ chồng mình chết vậy? Anh mới nói ai gọi điện thoại em hỏi ai chết, anh nói mẹ em. Không phải mẹ chết. Thì đó là em hết hồn à. Mà là chú ba chú... bên phía anh em cột chèo của bác Bảy, bên mảng của cô Tám ở đầu hẻm quen với bà bán nước lèo đó. Bán bún riêu mà nấu nước lèo về cho nhà mẹ nấu đó. Ừ, chết. Mà cô, chú ba nào, chú ba nào, anh nói lại nghe coi. Nói chung là chú ba bà con cột chèo mà cái nhà bán bún riêu đó mà mẹ hay ra ăn đó. Mất rồi. Mà giờ... em ơi. Sao vậy? Em ơi, thê thảm lắm em ơi. Chú chết đi, để lại 12 đứa con. Cái gì? Chẳng một chục y như là chục trứng gà vậy đó. Mà bây giờ gia đình khó khăn lắm, mì gói không có mà ăn, nước suối không có mà uống, một chục trứng gà chơ dơ bơ dơ giữa dòng đời. Bây giờ để em đăng bài, em đã báo mà mình đó, em đăng bài lên, em kêu gọi từ thiện. Lúc đó là nhiều nhà hảo tâm lắm, người ta thương mấy đứa nhỏ bây giờ chứ không ai lo. Người ta xuống tận nơi, người ta góp đồ ăn, người ta góp tiền góp gạo, đảm bảo luôn mấy đứa nhỏ nó không có lo đói. Rồi em ơi em, gia đình người ta khó khăn thì gấp lúc này phải cần tiền liền em biết dưới là cái gì gia đình người ta không có muốn nhận phong điếu. Cho nên hồi nãy mẹ mới nói với anh á là người ta chỉ muốn là bà con dòng họ mình giúp đỡ lẫn nhau thôi. Trời ơi. Ta miễn chấp điếu. Trời ơi, nhưng mà 12 đứa mà nhận bà con dòng họ sao mà đủ. Mình phải quyên góp thôi. Bây giờ vậy đi, người ta tự trọng. Rồi. Bây giờ nhà anh sao em theo vậy? Em ơi, cái chục trứng gà nó đang rung. Rồi. Bây giờ em chuyển trước tiền em đi. Em có tiền. Em 3 triệu, em chuyển 3 triệu. Xong rồi á, cái em sẽ đăng bài là quyên góp bạn bè em trước nè. Xong rồi kế tiếp là kêu góp từ thiện. Đó, nói chung là được nhiêu thì có gì em gửi về, có gì mình hỗ trợ liền được không? Được, chuyển liền qua tài khoản của anh nha. Rồi. Anh chờ cái tít của em cho đám chục trứng gà nó vui nha. Bây giờ em đi chuyển tiền liền. Rồi á, anh ấy anh thu xếp về với chú. Nói chung là coi tình hình dưới đó như thế nào, có gì báo lên cho em. Còn chiều nay con có đi học thì để em đón cho nghe không? Được, cần cái gì gọi em bắt nghe không? Làm liền. Em ơi, vậy hả? Em ơi, em như bà tiên giữa đời thương. Trời ơi, làm liền, 10 chân nó nở hết rồi. Để em đi liền. Em ơi, em như một con gà mẹ vậy em ơi. Cái chuyện này á, quay lắm, ba tí kể cho con à. Kể con nghe á. Thì hồi bữa đó, ba thằng tí dạy con nghe, con kể ba nghe ba mới học được đó. Thấy chưa con trai nè, ba của con mà ra tay đó là chỉ thu về bạc triệu thôi, chứ không phải đi ăn gà rán đâu. Trứng không bao giờ khôn hơn vịt đâu nha. Con còn non và xanh lắm. Ráng đi. Rồi đó, ba cho thêm tiền đi ăn khoai tây chiên nha. Chứ má dắt đi ăn gà rán không có đủ đâu. Vậy nha. Thấy chưa? Thấy ba con chưa? Thấy để mà học hỏi nghe chưa? Ê! Ừ! Có tiền rồi. Gầy đổ nhậu. Ừ! Đây là đâu? Tôi là ai? Và ai là tôi? Quay qua bên đây! Cô là ai? Cậu là ai?
Hai chị em à, anh còn trả điên nữa đúng không? Hay quá ha. Em không ngờ luôn á chồng. Anh dám lừa gạt em. Anh đem cái chuyện chết chóc của người thân, của gia đình để mà lừa tiền em. Rồi đem cái tiền nó làm gì? Thay vì làm cái chuyện có ích á, không nói, đi ăn nhậu. Rồi bây giờ bị ngộ độc, vô đây nằm nè, báo vợ báo con. Anh là chồng quá hả? Ba còn hố cho con tiền bệnh viện, kèo biết kiếp, dùng khuyện này nữa đó. Trời đất ơi, con nít ơi, cậu nói bậy. Anh dạy nó chứ ai? Anh dạy nó đó. Anh không có dạy, tại vì con nó khôn quá, nó biết được. Ơ, con mất đi là đâu? Tôi là ai? Ai là tôi? Dẫn mặt em hả? Mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục nhập viện ạ. Tôi ta làm thủ tục là phải đóng tiền đúng không chị? Ừ. Dạ đúng rồi chị. Đây là đâu? Tôi là ai? Con trai. Con cậu này là... Chết rồi. Dạ chị y tá ơi, em đi lộn phòng. Em đang lộn người nhà. Em không biết cậu này là ai hết. Mà không biết á là không có đóng tiền đúng không chị? Dạ cho chị em đi. Dạ không có vợ con gì hết. Tôi mà là vợ, tôi không có người chồng nào mà lừa gạt rồi vô dụng như vậy. Cậu là ai? Chị. Dạ anh sai rồi. Vậy rồi ai đóng tiền? Đây là đâu? Và tôi là ai? Ủa cô là ai? Cho sói à? Tôi sợ quá. Bác sĩ ơi, bệnh nhân có dấu hiệu sang chấn tâm lý rồi. Bác sĩ. Con đường võ học đã quay trở lại. Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ý nghĩa thực sự của võ thuật trong cuộc sống ngày nay. Gặp gỡ chân dung của những con người chọn võ làm lẽ sống cuộc đời mình. Lắng nghe câu chuyện phía sau của những nhà vô địch. Biết đứng lên từ thất bại đó thì mới trở thành một võ sĩ giỏi. Với những trận đấu của máu và nước mắt. Con đường võ học 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7.